Alo anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì chúng ta đang trải qua những cái ngày cuối tháng 9 rồi đó anh em. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái series là làm về 12 cái vị tướng mạnh nhất cái meta hiện tại để cho anh em nông dân. Còn các bạn top cũng có thể tham khảo thêm anh em. Xem thử coi là những cái chức năng và cũng như là 12 cái vị tướng đó, nó sẽ là gồm những con gì và cũng như là chức năng của từng con nha anh em, và cũng như cái sự kết hợp của tụi nó luôn. Rồi, thì như anh em cũng đã thấy ở trên màn hình á, đây là cái team meta hiện tại nha anh em. Đây là team meta hiện tại thì gồm có cả là Lunika nè anh em, rồi Zimbewano nè, Yamato nè, rồi con Buggy anh em, và cũng như là cái con Usopp Wano. Đấy, đây là cái team meta hiện tại anh em muốn hướng đến. Và mình cũng muốn hướng đến luôn anh em ơi, nhưng mà cái điều kiện thì không cho phép ha anh em. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem coi là cái chức năng của từng con ở trong này á thì nó sẽ như thế nào luôn nha anh em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái team 1 đi, đó là cái team hiện tại nha. Rồi, đó, đầu tiên đó là chúng ta không thể nào mà thiếu cái con Lunika rồi anh em ơi. Thì mang trong mình cái hào quang nhân vật chính và cũng như là đang ở ghi 5. Thì con Lunika này hiện đang nắm giữ một cái sức mạnh, một cái lượng đam mà là phản kích rất là lớn anh em ha. Phản kích ở đây đó là đánh thường nè, rồi cũng như là có thêm cả cái nộ, nó sẽ có được những cái cơ hội để mà nhân lên 2, 3, 5 và 10 lần sát thương của nó. Nên cái lượng đam của nó hiện giờ đang cực kỳ là to. Nó có thể đánh xuyên luôn cả những cái chia sẻ sát thương nè anh em. Rồi đánh xuyên luôn cả những cái là ẩn sát thương giống y chang như Sanji hắc ẩn gì đó. Bởi vậy Sanji hắc ẩn nếu mà gặp thằng Lunika đá trúng nó một cái thôi, nó chẻ một cái thì nhiều khi là bay màu luôn nha anh em, kể cả tăng cơ. Nên con Lunika này hiện giờ đang rất là ok dành cho anh em nông dân và cũng như là các bạn top luôn anh em. Ai nhà nhà người người đều chơi Lunika cả, nên là anh em ráng cố gắng up, biết rằng nó là một con thứ hiếm đó, nhưng mà anh em ráng cố gắng up cho nó lên cái E5 và cũng như là Goma mạnh nhất có thể để mà anh em thay thế con Sanji hắc ẩn nha anh em. Rồi ok, đó là về con Lunika này. Và như là có mang trong mình cái sự bất tử nữa anh em ơi, búp luôn cho đồng đội bất tử nữa. Có những cái pha mà được bất tử như vậy đó anh em, lật kèo rất là dễ. Đánh boss nó cũng khá là ok luôn ha anh em. Đây là cái con tướng meta đang ở trong meta luôn nha anh em, và đội hình thứ nhất luôn nha. Rồi cái thứ hai nữa đó là con tướng thứ hai anh em ơi, đó là con Zimbewano. Cái này thì anh em không phải bàn rồi đúng không anh em, mang trong người là cái chức năng lái tàu cho băng hải tặc mũ rơm. Thì chúng ta sẽ cùng xem coi bộ kỹ năng của con Zimbewano này có cái gì. Đầu tiên á, cái lượng thủ của con Zimbe này rất là cao. Con Zimbewano này nó có thể chống chịu được sát thương cho team bằng cái chính cái thủ của mình anh em. Đầu trận đấu thì nó sẽ tạo ra dấu ứng bảo hộ lên toàn bộ phe ta trong vòng 5 lượt nha anh em. Và trong lượt đầu tiên, ngoại trừ bản thân anh em, thì toàn bộ đồng đội không thể bị chọn làm mục tiêu anh em. Và cũng như là nếu mà nó búp được bảo hộ cho team á, thì mỗi khi nhận sát thương sẽ giảm sát thương trực tiếp nhận vào bằng 500, bằng thủ nhân cho 500 anh em. Đó, người tạo dấu ấn và không cộng dồn nha anh em. Con Zimbe này hiện giờ đang là một cái con tướng bảo kê team rất là tốt, cũng như là tạo ra một cái meta bảo kê rất là ghê luôn nha anh em. Đây anh này là đội trưởng bảo kê. Chưa kể khi mà anh ấy đánh thường hoặc là nộ, cái lượng đam nó cũng sẽ nhân bằng thủ của anh ấy luôn anh em ơi. Thủ càng cao đam càng to, bảo kê càng tốt anh em. Nên con Zimbe này hiện giờ đang là một cái lựa chọn rất là tốt cho cái meta bảo kê hiện tại. Anh em nào mà chưa E5 ráng up, cố gắng up lên E5 luôn nha anh em, lên lên Goma rồi các thứ đấy. Rồi tiếp tục với lại cái chuỗi gọi là cái team meta hiện tại anh em ơi, đó là con Buggy anh em ơi. Con Buggy thì ngày hôm qua thì mình cũng đã có xả Goma của anh Sanji ẩn ra rồi đấy anh em. Mình búp cho con Buggy của mình lên E4, sắp chuẩn bị lên E5 anh em ơi. Lượng máu thì nói chung là cũng khá là ok. Thì con Buggy này anh em không còn lạ nữa ha anh em, thì nó sẽ đầu mỗi hiệp nó sẽ búp cho chúng ta một cái lá trắng. Cái lá trắng này á thì là mỗi tầng thì nó sẽ hấp thụ sát thương bằng 25% máu tối đa của người tạo ra lá trắng. Nếu mà anh em lên thêm Goma nữa thì cái lá trắng này thì nó sẽ càng dày. Khi con Buggy này nộ thì nó sẽ tặng thêm lá trắng cho team chúng ta nữa, rất là thích hợp với lại cái meta bảo kê chống chịu hiện tại luôn nha anh em. Nó sẽ tăng cho team chúng ta một cái lượng là chống chịu sát thương ban đầu rất là tốt, kết hợp với lại con Zimbewano nữa anh em. Đó nên là team chúng ta là khó có thể nào mà bị
sết đào trong 5 hiệp đầu anh em ha. Những hiệp sau thì hên xui nha. Và đặc biệt con Bitgy này, cái lượng dam của nó thì nó sẽ đánh theo cái phần trăm máu của nó anh em ơi, nên là nó sẽ không có bị giới hạn bởi của máu của nó luôn nha anh em. Nó sẽ có thêm cả là 50% né các cái sát thương không bao gồm sát thương cuối lượt. Đánh thường thì sẽ tấn công hai cái đợt có máu thấp nhất nha anh em, mỗi lần là sẽ gây sát thương bằng 30% máu tối đa của nó. Đánh thường cũng sẽ gây bằng phần trăm máu. Nộ thì nộ cũng sẽ gây tăng bản thân nè anh em, tăng miễn chống nè, và cũng như là đồng thời là bốc hai lá trắng cho toàn đội trong vòng 3 lượt nha anh em. À, hai tầng nha anh em, mỗi tầng là 25% máu. À, nếu mà anh em lên thêm Goma nó sẽ tăng thêm 1% máu nha. Mỗi tầng 25% máu, hai tầng là 50% máu của Bitgy anh em. Nếu máu Bitgy là 50 triệu, ở 100 triệu đi thì nó sẽ búp cho toàn team là mỗi cái lá trắng là cỡ chừng để mình coi coi, búp cho toàn team một cái lá trắng đó là bằng 50% máu luôn anh em. Giống như vậy búp máu cho team nó rất là ghê luôn ha. Đó, con này nó sẽ có thêm né nữa nha anh em. Nó né sát thương nữa nên là nhiều cái pha nó né rất là ảo luôn anh em, rất là trâu bò. À, kết hợp lại con Zimbe rất là tốt luôn nha anh em. Rồi, đã là ba con rồi anh em ơi. Rồi, con thứ tư là ai anh em ơi? Con thứ tư đó là con Shirahoshi anh em ơi. Rồi, con Shirahoshi này thì trước đó đó thì chúng ta có thể thay thế bằng cái con Nami Wano đó anh em. Ngoài việc con Shirahoshi này thì trong trận đấu á thì nó sẽ có cái vai trò là nó có bức tử anh em ơi, nó sẽ có bức tử hai lượt ha. Nếu mà lên Goma thì nó sẽ lên 3 lượt. Rồi, và nó sẽ có búp máu cho team chúng ta nữa nha anh em. Đây, toàn đội tăng thêm 40% hiệu quả hồi máu nữa anh em. Chưa kể, mỗi khi mà đồng đội phe ta dùng kỹ năng nộ rồi dùng kỹ năng nộ đó anh em, thì sẽ hồi phục 20% máu tối đa cho toàn đội nha anh em. Đó, đã có búp máu rồi, có bất tử rồi. Bây giờ cái nộ của con tiên cá Shirahoshi này đó anh em, công chúa mít ướt này đó, thì nó sẽ hồi sinh đồng đội nha anh em. Nó sẽ hồi sinh đồng đội. Mỗi lần nộ thì nó sẽ hồi sinh một đứa anh em ơi, ngẫu nhiên nha. Khi mà cái đứa mà nó hồi sinh lên á thì nó sẽ có 40% máu và cũng như là có sẵn 50 nộ luôn anh em. Nên là rất là tốt để chúng ta có thể thay thế vị trí của con Nami Wano nha anh em. Nếu mà anh em chơi kết hợp giữa hai con luôn thì team chúng ta nó trâu bò hơn anh em. Nhưng mà cái slot hiện tại của cái meta bây giờ anh em thì khá là khó để mà anh em chơi một lần hai con. Nhưng mà nếu mà cố gắng thì vẫn được nha anh em, cố gắng vẫn được nha. Shirahoshi này đây là một cái lựa chọn rất là ok đối với lại cái meta hiện tại. Anh em có thể hồi máu và cũng như là búp hồi sinh cho đồng đội luôn anh em. Nhiều pha con Shirahoshi này có thể búp hồi sinh cho đồng đội một cách rất là ngẫu nhiên. Nhưng mà nó hồi sinh đúng cái con carry của chúng ta, ví dụ như là hồi sinh đúng Bitgy nè, hồi sinh chúng gọi là lù Nika rồi cái thứ, nếu mà bị chết đó anh em nó có thể lật kèo được rất là tốt luôn anh em. Mình đã gặp nhiều cái trường hợp khi mà đi BK rồi ha anh em. Đó là về Shirahoshi. Anh em có thể thay thế Shirahoshi bằng cái con Nami Wano cũng được anh em, nhưng mà mình thấy Shirahoshi nó hiệu quả hơn một chút. Ok nha. Rồi tiếp theo nữa đó là con Yamato anh em ơi. Đây là một con tướng khá là lâu đời, nó lâu ngang ngang với lại con Bitgy đấy anh em. Yamato ra trước Bitgy một tí thì phải, thì mình nhớ là như vậy. Rồi thì cái khả năng của con Yamato này nó cũng sẽ có những cái những cái gọi là giảm sát thương cho team anh em ơi. Nó sẽ đây anh em, đầu mỗi hiệp nó sẽ tạo hơi thở băng giá lên 3 đồng đội có máu thấp nhất anh em, và bản thân nhận được cái trạng thái thần hộ một lượt ha anh em. Khi mà có hơi thở băng giá anh em, trong thời gian cái dấu ấn này tồn tại á, mỗi khi mà nhận sát thương 90% sát thương sẽ chuyển sang người tạo ra dấu ấn, tức là con Yamato này nó sẽ dùng máu của nó sẽ gánh sát thương cho đồng đội anh em. Cụ thể nếu mà anh em build ok đó thì có thể build máu của con Zimbe Wano đó là cái một trong ba đứa máu thấp nhất, để con Yamato này khi mà kẻ địch đánh vào trong cái con Zimbe đó anh em, bởi vì Zimbe nó cũng là một cái con tướng bảo hộ mà anh em, nên anh em có thể build con Zimbe máu thấp thứ ba thôi, để Yamato này bảo hộ ngược lại con Zimbe, cả hai đứa bảo hộ ngược qua ngược lại đó anh em, thì cái lượng đam nhận vào nó sẽ rất là thấp. Đó, nên là hiện giờ Yamato này bảo kê team đi chung với lại Zimbe, Bitgy rất là tốt luôn nha anh em. Chưa kể Yamato này nó cũng sẽ có những cái đợt băng phong bằng cái nộ, và khi ai mà đánh vào trong người nó cũng sẽ có hiệu ứng đóng băng luôn nha anh em. Nên một vài trường hợp con Yamato này cho anh em dùng để đi CC rất là tốt luôn nha anh em. Hiện giờ em nó là đi bảo kê với lại team
rất là tốt. À, nên là anh em có thể chơi Zimbe này ở trong cái meta hiện tại luôn nha. Rồi mấy con này ta, Zimbe nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè anh em. Rồi còn một con cuối cùng nữa thì anh em có thể lựa chọn bằng cách đó là anh em có thể lựa chọn cái meta mới hiện tại, đó là con VV. À, ông nào có điều kiện thì chơi con VV anh em ơi. VV đây là một con tướng mới vừa ra tuần này luôn. Cái sức mạnh của nó đó thì anh em hãy xem cái con Buggy thì anh em cũng thấy con VV này nó là một con Buggy dạng nâng cấp anh em ơi. Đó, nó cũng sẽ đánh theo phần trăm máu luôn anh em. Cũng sẽ đánh theo phần trăm máu, nhưng mà cái lượng phần trăm máu đánh ra đó thì nó cao hơn con Buggy. Nó cũng sẽ búp cái khiên chặn sát thương cho team luôn anh em. À, nhưng mà cái khiên này cái máu nó dày hơn con Buggy luôn nha anh em. Đây anh em. Và như con này nó sẽ có những cái hiệu ứng, ví dụ như là có 60% cơ hội chuyển hóa toàn bộ hiệu quả tăng chỉ số cơ bản hiện có của kẻ địch thành hiệu ứng giảm chỉ số nha anh em. Cái chỉ số cơ bản mình nghĩ là cái này nè anh em. Đó, thì nếu mà con VV này nó nổ được á thì nó sẽ giảm toàn bộ những cái chỉ số cơ bản hiện có của kẻ địch thành hiệu ứng giảm chỉ số tương ứng nè. Sau đó nó sẽ tạo một cái khiên trắng bằng mà 70% máu tối đa của bản thân. Cái này chưa lên gơ ma nha anh em. Cho toàn đội duy trì 4 lượt, kết hợp với lại con Zimbe, kết hợp với lại cái khiên của Buggy, kết hợp với lại con Yamato, thì con VV này nó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn rất là ok trong cái đội hình bảo kê luôn anh em ơi. Hầu như đánh không vào đam. Nếu mà team anh em có 4 đứa này á thì coi như là team của anh em. Ấy, chưa tính con Shinoshi nữa anh em. Đó, rồi còn con Lunica thì đảm nhiệm cái vai trò gọi là đi gây đam nha anh em, kết hợp với lại con Zimbe. Chưa kể VV với lại Buggy á, cả hai con này nó đều đánh theo phần trăm máu của nó nữa anh em ơi, nên là cũng có đam chứ không phải không nha anh em, cũng có đam nha. Rồi con VV này á thì nó ngặt nổi anh em, tuy con tướng hỗ trợ nhưng mà nó chỉ búp máu cho riêng mỗi mình nó thôi anh em ơi. Đâu anh em, đầu mỗi hiệp bản thân sẽ tăng 15% máu tối đa, duy trì 4 lượt và giảm 20% miễn chống của toàn bộ kẻ địch anh em ha. Cái này là giảm miễn chống của kẻ địch nữa nè. Đây là cái cơ hội để cho con Yamato gọi là đóng băng kẻ địch luôn, rất là tốt. Rồi tiếp theo nữa đó là cái bong bóng này nè anh em. Thì đứa nào mà đánh trúng con VV này thì nó sẽ dính một cái hiệu ứng bong bóng này ha anh em. Kẻ địch khi mà bị dính cái hiệu ứng này á thì sẽ có 100% sát thương từ thì sẽ nhận thêm 100% sát thương từ các đòn đánh thường và bị động anh em, không có nổ nha. À, hiệu ứng này sẽ biến mất ngay sau khi cái này anh em. Mình thấy cái này thì có thể tăng được đam của thằng Lunica anh em. Cái đam phản kích thằng Lunica đấy anh em, rất là ngon luôn đó nha. Nên con VV này ông nào có điều kiện thì build vô cái team meta. Còn không thì anh em họ không có chơi VV á thì anh em có thể chơi cái con sạn hắc ẩn cũng được anh em ơi. À, sạn hắc ẩn này thì hiện giờ đang gây đam rất là lớn luôn anh em. Nhưng mà dạo gần đây anh ấy là khá là khó để được chơi game. Cái thứ nhất là rất từ khi mà ra thằng Lunica đó anh em, nó sẽ có một cái nội tại đó là áo choàng bảo vệ nè anh em. Quên, cái tốc độ cực hạn anh em. Trong hai hiệp đầu trận đấu bản thân là không thể xác định là mục tiêu anh em, nhưng mà nếu mà cái con sang sứ ẩn này đánh trúng thằng Lunica thì cũng có thể gọi là bị thằng Lunica chẻ vô đầu luôn anh em. À, đột tử luôn đó, nên là nhiều khi là cũng khá là khó chơi game ha anh em. Với lại đầu mỗi hiệp á sao dĩ ẩn này nó hay nộ, nhưng mà cái con Zimbe đó thì nó lại là cái người đỡ đam cho team á anh em, nên là nó nộ trúng con Zimbe không à, nên là rất là khó gây đam ở cái meta hiện tại. À, cái này là dùng để đi BK thôi nha anh em. Còn nếu mà anh em đi đánh boss đồ các thứ anh em, Sanji hắc ẩn lại là một cái lựa chọn rất là tốt để cho anh em đi đánh boss đồ các thứ luôn anh em. Đó, rất là ok, đam nó vẫn là rất là to nhờ cái hắc hỏa của nó nha anh em. À, mình vẫn dùng nó để đi BK, để đi boss đồ các thứ anh em, nên là anh em có thể chơi Sanji hắc ẩn bằng cái vị trí đó luôn nha. Rồi tiếp theo nữa, hồi nãy mình chưa nói Usopp đâu anh em. Cái vị trí thay thế hồi nãy anh em có thể chơi con Usopp Wano anh em ơi. Đây là một con tướng sinh khí xạ thủ nhưng mà mang trong mình gọi là một cái lượng đam rất là to luôn anh em. Cái lượng đam con này nó cũng sẽ có phản kích đó anh em ha. Đây anh em, khi đồng đội bị đánh thường hoặc nổ, bản thân có 80% cơ hội kích hoạt đòn đánh thường phản kích hai kẻ địch ngẫu nhiên và gây cho bản thân là và tăng cho bản thân là 40% công và 40% sát thương chuẩn trong vòng 4 lượt. Chính mình cũng đã có là đánh với lại cái con Usopp Wano này rồi anh em. Nó đánh rất là đau, phản kích rất là đau luôn nha anh em. Nó cũng sẽ có né sát thương nữa anh em, giống y chang như Buggy nè.
với lại Utah anh em. Bản thân có 65% tỷ lệ né sát thương anh em, không bao gồm những cái sát thương cuối lượt ha. Và nó sẽ có thêm những cái hạt giống nảy mầm này nữa. Thì nếu mà trong người của cái địch có những cái hạt giống nảy mầm này á anh em, khi mà bắn á thì nó cũng sẽ có tỷ lệ bị gọi là dính cái nở rộ anh em, nó sẽ chói mục tiêu lại. À, nó cũng sẽ có một cái CC nhẹ cho team đối phương nha. Nhưng mà cái CC này á anh em, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái miệng trống ha. Nên là nhiều khi là cũng không có chói được nhiều đâu anh em. Nhưng mà cái lượng đam của Usopp này theo mình nó giá rất là ok. Đó, nếu mà anh em có cơ hội và cũng như là có điều kiện thì có thể build con Usopp này thay thế cái vị trí thứ 5 của cái con tướng nha anh em. Đây mình sẽ đánh thử một cái trận đấu có Usopp, Wano rồi cái thứ cho anh em xem nè anh em. Tuy rằng tụi nó E4 nhưng mà đánh rất là khó chịu. Biggy mà mới E4 thôi anh em. Ráng cố gắng ngày mai với lại ngày mốt á. Chắc là ngày mốt đi anh em ơi, thì sẽ cày cái thông thạo của con Biggy này. Trời ơi, đấy anh em thấy chưa, hai thằng lù Nika thôi đánh nó cũng đã khá là mệt mỏi rồi. Cái team đang đánh với lại anh em thì đây là một cái team theo mình thấy là cái team là dạng như meta nha anh em. Cái nộ của con Usopp Wano này hiện giờ là mình thấy đang cũng rất khá là cao luôn anh em, nộ khá là cao đấy. Tuy rằng những cái team meta hiện tại là cái team bảo kê nhưng mà cái lượng đam gây ra không phải là ít nha anh em. Lượng đam gây ra rất là to đấy. Sẽ có hai con đánh theo phần trăm máu, một con đánh theo một con đánh theo thủ nè, và một con gây ra cái lượng đam đơn rất là to, đó là con Ludica. Chết rồi, Ludica mình bay màu rồi ta. Ngoại trừ con Yamato ra không có đam nhiều thôi, hầu hết tất cả những cái con ở trong cái team meta hiện tại đam rất là to. Trời ơi, con Jinbe nó quạt nhẹ một cái thôi bay hết ba con bên kia luôn hả, ghê vậy. Cố lên team tôi ơi. Đúng rồi, cả hai bên đều có Biggy nha anh em, nhưng mà bên kia Biggy máu dày hơn, lên Goma được các thứ nha. Ây da, đau quá. Ây da, đúng rồi. Ủa con Nami Wano mình hình như bay màu rồi anh em ơi. Jimbe cố lên anh ơi. À rồi thôi xong, xém anh em ha. Để mình ráng cố gắng lên cái con Biggy này mạnh mạnh một tí anh em ơi, chứ lại lên thằng Ludica nữa. Qua tuần sau chúng ta sẽ có thông thạo Ludica nha anh em. Qua tuần sau chúng ta có thông thạo Ludica. Chuộng Biggy gánh tim rồi anh em. À, đó là về cái meta hiện tại rồi. Để mình điểm danh lại coi còn bao nhiêu con tướng nha anh em. Hồi nãy mình có nói Jimbe nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. À quên, rồi bây giờ tiếp tục đến con tướng tiếp theo, đó là con Nami Wano. Cái đội hình, cái con Nami Wano anh em có thể gắn cho nó cái đội hình 2 nha anh em. Bởi vì con này á, trước đó đây là một cái con gọi là meta luôn anh em. Nhưng mà từ khi ra cái con Zero Oxy á, thì cái chức năng hồi sinh được của nó thì nó cũng khá là ok. Tuy cái con Nami này, cái cách hồi sinh của nó đó thì nó sẽ búp hồi sinh cho đồng đội anh em ơi, búp hồi sinh cho đồng đội sẵn luôn. Còn con Zero Oxy khi mà nổ nó mới hồi sinh á, nên là cái khả năng hồi sinh đồng đội của con Nami Wano mình đánh giá cao hơn của con Zero Oxy. Nhưng mà được cái con Zero Oxy á, vì nó vừa có búp máu, nó vừa có bất tử nữa anh em. Bất tử 2-3 lượt đầu tiên á, nên là cái sức sống của nó cao hơn ha. Nên là mình đánh giá con Zero Oxy sức sống nó cao hơn con Nami Wano này một tí. Ngoài cái việc khả năng ngưng động thời gian của con Nami Wano này, nó sẽ còn có thêm một cái mê hoặc nữa anh em ơi. Nó sẽ mỗi lần có khi mà nổ được á thì nó sẽ có 45% xóa một hiệu ứng hiệu quả tốt của mục tiêu nha anh em. Đồng thời nó sẽ có 50% mê hoặc tối đa hai mục tiêu có công cao nhất. Cái mê hoặc này á thì nó sẽ mất kiểm soát kỹ năng bản thân và tấn công một đồng đội ngẫu nhiên, giống như Giang bị loạn của bà chị vậy đó anh em, ý xì như vậy luôn ha. Rồi, khi mà máu dưới 50% thì xóa toàn bộ hiệu ứng bất lợi cho toàn đội nha anh em. Cũng có một lần xóa hiệu ứng cho toàn đội nè. Và nhận lá chắn hấp thụ sát thương bằng 1000% máu tối đa. Cái này là búp cho riêng nó thôi anh em ơi, nó chỉ búp cho riêng nó thôi. Rồi, nó sẽ búp cho đồng đội cái ngưng động nè anh em. Đồng đội này thì sẽ có là hồi sinh nha anh em. Đó, đánh dấu lượng máu hiện tại của đồng minh nè, dấu ứng hết hiệu lực á, thì sẽ nó sẽ hồi phục cho đồng minh về cái lượng máu đã đánh dấu nè. Nếu đồng minh chết trước khi mà cái dấu ứng hết hạn, nó sẽ hồi sinh cho họ luôn nha anh em, giúp là miễn sát thương trong hai lượt hành động. Đó, nói chung là anh em có thể đảo giữa con Nami Wano này với lại con Zero Oxy, con nào thích hợp anh em thấy ok thì có thể chơi chơi một trong hai con đó nha anh em, đảo vị trí nha. Rồi để mình đếm coi còn bao nhiêu con anh em, đủ 12 con chưa nha. Jimbe Wano nè, Nami nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rồi, ok, 9 con rồi đúng không anh em? Tiếp theo nữa đó là con Pudding anh em ơi. Pudding hiện giờ đang vẫn còn ok, anh em có thể để vô đội hình 2 được anh em. Ngoài việc gây một cái lượng đam rất là lớn nhờ dựa theo công của đồng đội có công cao nhất phe ta đó anh em, nên là anh em có thể nó sẽ gây được một cái lượng đam rất là to khi mà nó cỡ chừng 10 sao hay E1, đam nó cũng đã to rồi anh em ha. Rồi, nó có thể có thêm những cái ký ức bảo hộ lên toàn phe ta nè anh em, cũng khá là thích hợp với lại cái meta bảo kê hiện tại luôn đấy. Nó sẽ xe sát thương ra cho toàn đội luôn ha anh em. Đó, nhưng mà đôi khi con Pudding này nếu mà anh em đi leo thụ rồi ải nào mà khó khó đó thì nó có thể khá là bóp team nhau luôn nha anh em. Thà một đứa bị dính đam đi, nó xe hết toàn bộ team bị dính đam luôn anh em. Nên cái việc là đi leo thụ thì anh em phải cân nhắc nha anh em. Nhưng mà được cái con Pudding này nó cũng sẽ có búp cho toàn đội gọi là những cái miễn chống ban đầu luôn anh em, rất là tốt. Kháng CC của con Yamato khá là ok luôn nha anh em. Đó, nhưng mà cái này thì nếu mà E5 thì lại ngon, còn mà E2, E3 thì anh em chơi tạm thôi. Sau có những cái con tướng khác thì anh em có thể gắn vô thay thế được nha anh em. Con này theo mình đánh giá cũng khá là ok, rất ok luôn nha anh em. Đam to nè, rồi búp cho team cũng khá là ổn luôn nè anh em. Đó, nhưng mà anh em nào có điều kiện thì chưa có điều kiện thì vẫn còn chơi được, còn có điều kiện thì có thể thay thế được nha anh em. Rồi ok anh em ơi, con thứ 11 anh em ơi, đó là bà chị anh em. Đó, đây là một con tướng rồi là bỏ qua tất cả cái meta luôn anh em. Nếu mà anh em dùng để đi BK thì vẫn còn đang rất là ok. Cái bộ kỹ năng của bà chị này lâu đời quá rồi nên là chắc cũng sẽ không có cần phải là nói nhiều đúng không anh em. Thì bà chị này nó sẽ gây loạn hai cái mục tiêu đầu tiên anh em. Nhiều khi anh em để con Jinbe hay là những cái con tướng búp ở trên đạo hàng đầu á anh em, thì nó sẽ mất luôn những cái hiệu quả búp đó luôn anh em. Nên là anh em phải cẩn thận khi mà đánh với lại những cái team nào mà có bà chị nha anh em. Và anh em có thể, anh em nông dân có thể build bà chị để bà chơi. Đó, thay thế những cái slot còn dư đấy anh em. Đó, anh em có thể để lên đội hình 1. Còn không thì anh em dùng bà chị này để đội hình 2 để mà phòng thủ, liên đấu được các thứ cũng rất là ok luôn nha anh em. Rồi, con tướng cuối cùng đó là con Lawano anh em ơi. Con Lawano này theo mình thấy hiện giờ cái đam của nó vẫn rất là hổn luôn anh em. Khi mà nộ được thì nó sẽ tạo cho team chúng ta những cái dấu ấn bất tử anh em ha. Bất tử thì nếu nhận sát thương thì sẽ không có đủ, sẽ không chết anh em, thì sẽ giữ lại một máu anh em, chờ Shinoshi hồi máu cũng như là những cái cơ hội nộ để lật kèo anh em rất là tốt nha. Đó, nên là anh em có thể dùng cái con Lawano này để đi với cái meta hiện tại. Rồi, chưa kể cái khả năng của con Lawano này nó cũng sẽ giảm hồi máu của đây anh em. Đánh thường tấn công hàng sau kẻ địch nè anh em, vừa gây ra giảm 99% khả năng hồi phục là hồi máu anh em của mục tiêu duy trì 2 lượt, đồng thời tăng bản thương 50% xét thương chuẩn duy trì 3 lượt anh em, thì nó có thể giảm hồi máu của con Shiroshi rất là tốt luôn anh em. Nên anh em nào mà chưa có điều kiện úp con tướng mới á thì anh em có thể chơi lại cái thằng Lawano này cũng rất là ok luôn nha anh em. Rồi, đó là sơ bộ về 12 cái vị ninja 12 cái vị hải tặc cái meta hiện tại dành cho anh em nha anh em. Rồi, để mình điểm danh lại nha. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè, 10 nè, 11 nè anh em, và bà chị nữa là 12. Đó. Anh em có thể chơi thêm thằng Lugano bằng anh em có thể đi ải thôi nha anh em. Còn đi BK thì thằng Lugano này khá là khó để mà được chơi game đấy anh em. Hiện giờ thôi nha anh em. Nên là còn một vài con tướng nữa. Ví dụ như là những cái con tướng để anh em đi boss được các thứ á, thì anh em có thể sử dụng cái con tướng khác, không có nhất thiết là phải đi theo tướng meta. Meta này chủ yếu là đi hơi hướng đi đánh BK thôi anh em ơi. Zorbano vẫn đang còn rất là đam cũng vẫn còn rất là ok luôn em. Biggie rồi các thứ rất ok luôn em. Kitwano châu bò mà những con này vẫn còn chơi được nha anh em, chứ không phải không đâu. Đó, ngoài mấy con này ra thì mấy con khác thì nói chung là nó cũng hơi quéo quéo rồi anh em ơi. Rồi ok, thì đó là cái meta hiện tại nha anh em. Thì đây là cái meta 12 cái con vị tướng anh em, 12 vị tướng mà theo đánh giá trực quan của mình. Đó, là một nông dân chân chính anh em ơi. Đó, nên là đây là cái đánh giá cá nhân thôi nha anh em. Còn anh em thấy là cái đánh giá này và cũng như là con nào là thích hợp với lại cái meta hiện tại thì anh em hãy comment bên dưới nha anh em, để cho mình biết kết quả. Cái này là cái dữ liệu để cho anh em tham khảo thôi. Còn cái cách chơi con nào rồi build con nào thì đây là cái sở thích của mỗi người. Đó, không nhất thiết là phải theo một cái khuôn khổ nào cả anh em. Thì đây để cho anh em tham khảo thôi nha. Anh em nhớ nha, chúng ta không có tranh cãi về mấy cái vụ là
Cái này là chúng ta xếp đồng thôi nha anh em, xếp đồng thôi. Cái meta đầu tiên là cái đội hình 1, đội hình 2 là cái meta thứ hai đó anh em. Chúng ta chơi cái đội hình 1 là nó ok hơn nha. Rồi, thì hôm nay là ngày, để mình coi coi, hôm nay là ngày gần cuối của cái tuần đầu tiên ra tướng VV rồi em ơi, ngày 6 rồi. Đó, nên là ông nào mà chưa hoàn thành, ví dụ như là thám hiểm quanh bit nè. Rồi, xuất sắc nè anh em. Rồi, vượt ngục rồi cái thứ thì anh em nén cố gắng cho nó xong đi nha anh em. Hình như là mình còn một lượt là quay thú cưng nữa là coi như là lấy được quà mấy ông ơi. Ngày mai sẽ khui quà của Bình Tuần cho anh em xem luôn. Rồi, để coi coi. Chịu hồi thú cưng anh em. 19 trên 20 nè, 19 trên 20 nè anh em. Hôm nay làm một cái re nữa nha. Ok, trời ơi con dịch chán. Ra con dịch nó mới đau chứ anh em. Bành đai này thì coi như là xong rồi nha anh em, ngày hôm nay hết rồi. Ông nào chưa đánh thì có thể đánh nha. Rồi ok, ngày mai thì chắc mình sẽ tổng hợp lại cái phần quà mình nhận đó, để cho anh em thấy là đã nhận được cái quà gì rồi nha anh em, kể cả mấy cái dép Luffy rồi các thứ đấy. Rồi ok anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay. Anh em thấy cái vị tướng nào mạnh nhất hiện tại thì anh em hãy comment bên dưới, và cũng như là comment cái đội hình của anh em đang chơi thử coi chúng ta có trùng khớp với nhau hay không nha anh em. Cái này thì đây là cái đánh giá dựa theo nông dân thôi. Anh em có điều kiện thì build lên được, còn không có điều kiện thì chúng ta vẫn chơi những cái con tướng cũ được nha anh em, không sao cả ha. Bởi vì nông dân mà đua với lại mấy ông top thì nó cũng hơi khó, nên thôi, nhưng mà anh em vẫn ráng cố gắng nha anh em. Rồi ok anh em, thì đó là video ngày hôm nay. Thấy hay hãy cho like, giỏi kênh cho anh em rất nhiều nha.